Chương 2. Vạch trần âm mưu và thủ đoạn đằng sau tình cảm nam nữ. Chúng ta thường bị tổn thương bởi chính gia đình mình, bởi bạn bè, đồng nghiệp và những người thân tin cậy, rồi trái tim bằng kính của chúng ta vỡ vụn. Có những cô gái bị bạn trai phản bội, thậm chí đã nghĩ đến việc tự tử, cảm thấy mình đã hiến dâng rất nhiều, nhưng đổi lại chỉ là sự vô tình và phụ bạc của đối phương, luôn cảm thấy những gì mình làm không bao giờ được đáp lại xứng đáng. Đây chính là một dạng bệnh, được gọi là hội chứng lan tràn tình cảm. Nhiều người vì quá chú trọng vào cảm xúc, luôn muốn bày tỏ tận tâm với người khác. Chính bạn bày tỏ tận tâm cũng là chuyện, nhưng vấn đề là bạn còn đòi hỏi người khác cũng phải bày tỏ tận tâm như bạn. Khi họ không làm như vậy, bạn liền suy sụp. Rất nhiều sự khiển trách về đạo đức, lúc nào cũng lấy nước mắt và nước miếng ra chửi bới đối phương, kiểu như không biết ơn, vô tình vô nghĩa, kẻ phản bội, khiến bản thân tự cảm thấy mình như đã cứu rỗi tổ tiên đối phương 18 đời. Nói như thế, tôi đã tốt với bạn như vậy, sao bạn có thể đối xử với tôi như thế này? Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là họ chưa bao giờ yêu cầu bạn phải tận tâm với họ cả. Đó chỉ là bạn tự đa tình, tự nhận định rồi hy vọng người khác đáp lại, nếu không thì tự mình bị tổn thương, buồn khổ. Đây không phải là hành vi tự tạo ra một trò chơi gia đình trong đầu mình của trẻ con sao? Bạn cho tôi một viên kẹo rồi bạn muốn tôi trả lại hai viên, nếu không cho thì bạn sẽ khóc lóc, tố cáo với cả thế giới rằng tôi vô tình vô nghĩa. Vấn đề là ai bảo bạn cho tôi một viên kẹo? Không phải là do chính bản thân bạn tự nguyện sao? Ví dụ, một số ông chủ cũng gặp phải vấn đề này, chẳng hạn như Trương Tam, khi mới đến công ty chỉ là một tay mơ. Ông chủ đã một tay đào tạo anh ta trở thành một nhân tài xuất sắc. Khi anh ta trở nên có năng lực, lại đến tìm ông chủ đòi tăng lương. Ông chủ nghe xong liền suy sụp, đi khắp nơi nói: Trương Tam quá ích kỷ, anh ta có ngày hôm nay cũng là do tôi một tay đào lên, giờ không chỉ không biết ơn tôi, còn dám đòi hỏi tôi, đúng là kẻ phản bội. Thực tế, những ông chủ như vậy vẫn chưa trưởng thành, nhìn xuyên qua những âm mưu đằng sau tình cảm nam nữ, tin vào tình cảm, khổ một đời. Bạn nói chuyện tình cảm với mọi người xung quanh, bạn sẽ phát hiện họ lại nói về tiền với bạn. Khi bạn không nói về tình cảm mà chỉ làm việc, bạn sẽ thấy tất cả mọi người xung quanh bạn nói về tình cảm. Ngoại trừ cha mẹ, mọi tình cảm khác đều là một tiết mục biểu diễn. Bạn chỉ cần cung cấp đủ lợi ích, người khác mới sẽ diễn không mệt. Bạn bị người khác làm tổn thương, đừng trách ai, trách bản thân mình không nhìn thấu. Bạn hãy nhìn những người mắc bệnh trầm cảm, ai không phải bị tình thân, tình bạn, tình yêu làm tổn thương mà thành. Cũng đừng tốn thời gian để nghi ngờ tình cảm của người khác dành cho bạn, bởi kết quả sẽ khiến bạn thất vọng. Bởi vì mỗi người nói về tình cảm với bạn đều xoay quanh lợi ích của chính họ. Đôi khi kể cả cha mẹ bạn cũng vậy, tại sao họ muốn bạn sớm lập gia đình? Bởi vì họ muốn sớm ôm cháu, làm cho bản thân vui vẻ. Tại sao họ muốn bạn lấy chồng gần nhà? Bởi vì họ có việc gì cũng tiện dựa vào bạn. Tại sao họ sinh bạn? Cũng vì bản thân họ vui vẻ. Bạn hãy tự hỏi mình, bạn sinh con là vì con bạn vui vẻ hay là bạn tự mình vui vẻ? Nếu là vì con bạn vui vẻ, xin hỏi bạn có xin ý kiến của chúng không? Bạn vì bản thân mình thoải mái mà vô tình đưa chúng đến thế giới này không phải sao? Một học viên nói với tôi, chồng cô ấy đối xử với cô ấy rất không tốt, nhưng cha mẹ cô ấy không cho cô ấy ly hôn bởi vì sẽ làm mất mặt gia đình. Bạn thấy chưa? Hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái chỉ để bản thân không mất mặt, sau đó miệng lại nói, chúng tôi làm tất cả vì lợi ích của bạn. Bạn nhớ kỹ, tất cả những người nói, tôi làm tất cả vì lợi ích của bạn, bản chất đều vì lợi ích của chính họ, tình thân, tình bạn, tình yêu đều như vậy. Tin vào tình yêu đau một đời. Đàn ông có tình yêu chân thật không? Đừng ngây thơ. Đối với đàn ông mà nói, vợ chính kém vợ lẽ kém người tình kém những người không phải tình nhân. Mỗi người đàn ông đều có khát vọng có nhiều vợ lẽ, và mỗi người phụ nữ đều có ước mơ tốt đẹp độc quyền sở hữu một người đàn ông nào đó. Bản chất của đàn ông thích cái mới, chán cái cũ là bản tính của họ. Quần áo mà trước đây bạn rất thích, bây giờ cũng đã vứt đi rồi phải không? Ăn món ngon thì ngày nào cũng ăn, bạn có phát ngán không? Hôn nhân thực ra là trái với bản chất con người, bởi bản chất con người là thích mới ghét cũ, tham lam vô độ. Làm sao có thể chỉ yêu một người suốt đời được? Điều đáng sợ là bạn cho đến bây giờ vẫn tin vào tình yêu. Khi kết hôn, người ta không nên nói những câu như dù nghèo hay giàu, tôi sẽ không bao giờ rời xa bạn. Loại lời nói vô vị đó, mà nên nói, tôi sẽ chống lại bản năng, phản kháng bản ngã của mình, yêu bạn mãi mãi. Nghe thật buồn cười phải không? Dù là người phụ nữ đẹp nhất, qua thời gian dài cũng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Vì vậy, đối mặt với bản chất thích mới ghét cũ, tham lam vô độ của con người, để không bị tổn thương trong chuyện tình cảm, điều cốt lõi là đừng đầu tư toàn bộ tình cảm vào một người. Hãy luôn theo dõi mức độ đầu tư tình cảm của mình. Nếu thấy đã đầu tư 100 độ, hãy can đảm giảm nhiệt độ đi. 60 độ quá lạnh, 100 độ quá nóng, 80 độ mới tự bảo vệ được mình. Nếu bạn rất yêu một người, hãy học cách trừ đi, tìm thêm vài người bạn khác, chuyển một phần tình cảm sang những người khác, cho một ít hoa cỏ, có sở thích riêng của mình. Cố gắng đừng gửi gắm tình cảm vào sinh vật, bởi vì sinh vật sẽ thay đổi, sẽ chết, lúc đó bạn sẽ buồn đau khổ khôn nguôi. Ví dụ, bạn nuôi một con chó, bạn rất thích nó, thì bạn đã định sẵn phần đau khổ, bởi vì chó chắc chắn một ngày nào đó sẽ mất, sẽ bệnh, sẽ chết, và mức độ thay đổi của con người nghiêm trọng hơn chó gấp vạn lần.
bạn dám yêu sâu đậm một người, bạn biết điều đó nguy hiểm thế nào không? Khi một người đàn ông rõ ràng không yêu bạn, không đề xuất chia tay hoặc ly hôn, người đó nói miệng yêu bạn, nhưng sau lưng lại làm những việc tổn thương bạn. Thực ra anh ta chẳng yêu bạn. Anh ta chỉ không muốn mất đi người phụ nữ ngốc nghếch yêu anh ta, trong khi đang tận hưởng tình yêu của bạn. Anh ta vẫn cho rằng mình xứng đáng với người tốt hơn. Điều này gọi là điển hình của cưỡi lừa tìm ngựa. Chỉ là điều kiện hiện tại của anh ta chưa cho phép anh ta vứt bỏ con lừa này thôi. Nhưng khi điều kiện chín muồi, anh ta sẽ nuôi cả lừa và ngựa. Lừa làm việc cho anh ta, ngựa đưa anh ta đi ngắm cảnh. Vì vậy, tỉnh lại đi, đừng còn bị tình cảm làm mù quáng nữa. Tin vào người tình, buồn một đời. Có người hỏi tôi, đàn ông có thực sự yêu người tình không? Tôi đáp lại cô ấy, bạn biết người tình là gì không? Đó là loại mối quan hệ không thể công khai, không dám đưa ra ánh sáng, không dám cho người khác biết, một loại mối quan hệ lén lút. Đàn ông tìm người tình đều là vì cô đơn và trống rỗng, đâu có chuyện tình yêu thực sự. Đàn ông chỉ đang theo đuổi dục vọng, chỉ muốn có giấc ngủ miễn phí mà thôi. Tất cả chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Loại tình cảm này đuổi theo sự kích thích và mới mẻ của việc lén lút. Điều quan trọng nhất là không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Anh ấy không yêu bạn, anh ấy chỉ chán ghét việc bị ràng buộc trong hôn nhân. Và mối quan hệ người tình không cần phải quan tâm đến bất cứ thứ gì, không phải chịu trách nhiệm. Đàn ông sẽ không chủ động nói chia tay với bạn, sợ bạn kiên trì, họ sẽ từ từ lạnh nhạt với bạn, khiến bạn mệt mỏi. Khi đàn ông ngoại tình tìm người tình chỉ có hai trạng thái, không lần nào và vô số lần. Vì vậy đừng hy vọng loại đàn ông này sẽ chung thủy với bạn. Những phụ nữ bị tình cảm làm cho mắc kẹt luôn nói, đàn ông thật tàn nhẫn, trong mối quan hệ ngoài hôn nhân, họ chỉ muốn thỏa mãn dục vọng thể xác, không có sự đầu tư tình cảm thực sự. Ở đây, tôi phải bào chữa cho đàn ông một câu. Thực ra, đàn ông vừa sâu sắc vừa lâu dài, chỉ là họ càng lý trí hơn, bởi vì họ có thể yêu người tình một cách sâu sắc, nhưng chỉ dành sự lâu dài cho vợ. Thực ra, tâm trạng này rất mâu thuẫn, bởi vì anh ấy khao khát tình yêu của bạn, nhưng lại mong muốn tình yêu của bạn có thể duy trì ổn định. Bạn có thể quấn quýt, nhưng không được ảnh hưởng đến gia đình của anh ấy. Bạn có thể yêu sâu đậm, nhưng không được làm ảnh hưởng đến hôn nhân của anh ấy. Nói một cách tàn nhẫn hơn, khi tôi rảnh, tôi sẽ ở bên cạnh bạn. Khi tôi bận, bạn cũng phải chịu đựng. Nếu không may trở thành người tình của người khác thì sao? Đừng hy vọng gì vào tình yêu thực sự. Hãy học cách sử dụng nguồn lực của đàn ông. Nếu người đàn ông có địa vị và vị thế, hãy sử dụng mối quan hệ của anh ta. Trước tiên, hãy kiếm được một khoản lớn cho mình. Khi thực sự đến ngày chia tay, cũng không đến nỗi trắng tay, không có gì là của mình cả. Nhưng mọi thứ đều có thể sử dụng được. Ngoại trừ sinh tồn và lợi ích, những thứ khác trong cuộc đời này đều không phải là vấn đề, đặc biệt là tình cảm. Đó chỉ là một trò chơi giữa nam và nữ. Chơi cho vui thôi, ai bảo bạn phải nghiêm túc. Những cao thủ thực sự đều ở trong tình yêu mà không động lòng. Bạn nhìn những người đàn ông làm ăn thành công, đa số trong chuyện tình cảm đều có thể dễ dàng rút lui. Nhưng phần lớn phụ nữ lại dễ dàng sa đà vào đó, không thể tự giải thoát. Điều này là do không nắm bắt được mục đích và đo lường đúng, hoặc nói cách khác là kinh nghiệm quá ít. Khi một người phụ nữ khó để động lòng, thì xin chúc mừng bạn, bạn đã đạt đến đỉnh cao của cuộc sống, bởi vì những cao thủ đều sử dụng tình cảm mà không để tình cảm chi phối. Tại sao Võ Tắc Thiên có thể trở thành một đời nữ hoàng? Bởi vì cô ấy không yêu đàn ông, cô ấy chỉ sử dụng đàn ông mà thôi. Điều này được gọi là không có ham muốn thì sẽ mạnh mẽ. Vì vậy phụ nữ nên tự lập, ai yêu ai, ai đau khổ, ai động lòng, ai đau lòng. 3 phương pháp giúp đàn ông ngốc nghếch và phụ nữ oán hận thoát khỏi bể khổ tình ái. 1. Đừng kỳ vọng tình cảm vào bất kỳ ai. Tình yêu sét đánh của đàn ông thường là bởi vì phụ nữ xinh đẹp, tình yêu sâu đậm của phụ nữ thường là vì đàn ông có tiền. Bạn không phải là không có duyên với phụ nữ, bạn là không có tiền. Nhiều đàn ông bị phụ nữ tổn thương rất đau khổ. Thực ra nỗi đau của bạn không phải vì người phụ nữ đó, mà là vì túi tiền của bạn không đủ sức tìm kiếm nhiều phụ nữ hơn. Một người đàn ông không thiếu phụ nữ, làm sao có thể bị tổn thương? Bạn hãy hỏi xem, một người như Ronaldo có thường xuyên bị tổn thương bởi tình cảm không? Một người bị một thứ gì đó tổn thương là vì anh ta quá coi trọng thứ đó. Tại sao lại coi trọng? Bởi vì bạn quá thiếu thốn, đó là bản chất. Người quá coi trọng tình cảm, cuộc sống cuối cùng sẽ không dễ dàng, tin tưởng, phụ thuộc, nhớ về quá khứ, chỉ trong phút chốc có thể khiến bạn đau khổ không lối thoát. Cuộc đời này, mọi sự u uất và cô đơn, cơ bản là do thiếu tiền và thiếu tình yêu. Nhưng thiếu tình yêu bản chất lại là thiếu tiền, đó là vật ngoài thân, có thể có hoặc không. Tiền là vật cần thiết, bạn không thể không muốn. Có một học viên hỏi tôi, vì bạn gái chia tay phải làm sao, nên sử dụng phương pháp nào để chinh phục lại cô ấy. Tôi thực sự không biết phải nói gì, tôi nói, bạn đuổi theo phụ nữ làm gì? Bạn nên đuổi theo sự nghiệp, khi bạn chinh phục được sự nghiệp, tự nhiên sẽ có một đống phụ nữ theo đuổi bạn. Việc này thật đơn giản mà. Tiếc là nhiều đàn ông không hiểu điều này. Một người đàn ông, trong lòng còn lưu luyến tình yêu, biển cạn đá mòn, người đàn ông đó cuộc đời này đã không còn ích lợi lớn nữa. Tất cả những người làm việc lớn đều phải có một đặc điểm, đó là sự cực kỳ lý trí. Không quan trọng nửa kia của bạn là như thế nào, bạn cứ chăm chỉ kiếm tiền là được, bạn quản cô ấy làm gì.
mọi mối quan hệ đều sẽ kết thúc, chỉ có túi tiền của bạn là đáng tin cậy. Bạn biết tại sao người nghèo sẽ già đi với nhau không? Bởi vì họ không có vốn để thay đổi đối phương, phụ nữ không đủ quyến rũ mới cảm thấy đàn ông lăng nhăng, đàn ông sức mạnh quá kém mới cảm thấy phụ nữ thực dụng. Một số người càng đi xa bạn hơn không phải vì bạn làm sai điều gì, mà là vì họ không cần bạn nữa. Quá khứ họ giao tiếp với bạn, nói trắng ra, chỉ là mối quan hệ lợi ích mà bạn lại coi đó là tình cảm. Nếu một phụ nữ nói với bạn rằng, tôi không quan tâm bạn không có tiền, tôi không phải loại phụ nữ thực dụng, bạn không có tiền tôi vẫn yêu bạn như thế. Bạn chỉ cần nghe thôi, đừng tin, nhất định đừng tin. Những lời này nói ra cũng như bạn nói cô ấy béo lên, xấu đi, luộm thuộm, tôi vẫn yêu bạn như vậy, là cùng một ý nghĩa. Về nguyên tắc, về đạo đức, về lý lẽ, mọi người đều có thể cắn răng nói rằng mình vẫn yêu như vậy. Nhưng cơ thể và mắt đều rất chân thành, bạn không thể lừa dối chính mình. Tiền đề của sự chung thủy trong hôn nhân là gì? Là vấn đề có thể làm cho nhau hài lòng hay không. Bản chất cốt lõi của hệ thống hôn nhân là để phục vụ sự phát triển xã hội, cung cấp lực lượng lao động ổn định, không phải vì tình yêu. Luật hôn nhân chưa bao giờ yêu cầu mọi người phải kết hôn vì tình yêu, chỉ là mọi người tự cho rằng hôn nhân là kết quả cần thiết của tình yêu. Giá trị của hôn nhân là để tích hợp nguồn lực, lấy nhầm người và không lấy ai, đều không phải là bản chất cốt lõi của hôn nhân. Kinh tế mới là. Tại sao lúc yêu đương thì đẹp, nhưng lấy nhau rồi thì không đẹp nữa? Bởi vì lúc yêu đương có thể thỏa mãn lẫn nhau, có thể thỏa mãn lẫn nhau thì mới có thể trung thành vĩnh viễn. Vì vậy tôi nói một người đàn ông luôn trong quá trình phát triển, nếu phía nữ không theo kịp, việc bị loại bỏ chỉ là vấn đề thời gian. Một người phụ nữ luôn phát triển, nếu đàn ông không phát triển, việc bị loại bỏ cũng là điều tất yếu. Đàn ông và phụ nữ về bản chất là mối quan hệ gì? Chính là mối quan hệ giữa cây và dây leo. Đàn ông là cây, phụ nữ là dây leo. Nếu cây lớn mà dây leo không lớn, thì cây này sẽ bị những dây leo khác quấn lên. Nếu dây leo lớn nhưng cây không lớn, dây leo đó sẽ quấn sang cây khác. Đấy là quy luật tự nhiên. Hiện nay, vấn đề đàn ông ngoại tình được xem là nghiêm trọng, nhưng phụ nữ ngoại tình có ít hơn sao? Nguyên nhân cốt lõi của việc hồng nhan xuất tường là gì? Bạn có thể trách móc được họ sao? Chẳng qua là bức tường của bạn quá thấp mà thôi. Khi bạn đạt đến một trình độ cao hơn, khả năng cao hơn, sự giàu có cao hơn, liệu họ có thể ra ngoài được không? Họ muốn ra cũng không ra được, chính vì độ cao của bạn thấp. Đừng nói là dây leo, ngay cả dây khoai còn trèo ra được. Trung tâm của gia đình không phải là tình cảm, mà là kinh tế. Khi tiền của bạn vẫn chưa đủ dùng, bạn hoàn toàn không cần quá quan tâm đến mối quan hệ vợ chồng, tình cảm gia đình ngoại, tình cảm thân thuộc. Bạn chỉ cần tập trung vào công việc kinh doanh của mình. Hãy nhớ, sử dụng tiền bạc để nói về tình cảm với họ sẽ hiệu quả hơn là bạn dùng lời nói để thể hiện tình cảm với họ. Đừng tự làm mình trở nên quá đa cảm. Những gì họ cần, căn bản không phải là bạn, mà là tiền của bạn. 2. Đừng kỳ vọng đạo đức vào bất kỳ ai. Tăng Quốc Phiên, quan lại số 1 vào cuối triều đại nhà Thanh, dù là trong cách cư xử hay làm việc, kiến thức hay phẩm chất, đều hoàn toàn xứng đáng là tấm gương cho hậu thế. Nhưng thực tế, khi ông mới bắt đầu làm quan, ông không làm tốt lắm, và gần như gặp ánh mắt bất thiện ở mọi nơi trong triều đình, vì ông không chỉ tự giới hạn mình bằng đạo đức, mà còn kỳ vọng rất cao về đạo đức của người khác. Các quan lại khác chỉ cần có chút sai sót trong phong cách làm việc, ông sẽ đi kiện họ trước mặt hoàng đế. Hôm nay kiện người này, ngày mai kiện người kia, khiến cho hầu như mọi người đều không thích ông, thậm chí còn tụ tập lại chống lại ông. Tăng Quốc Phiên khi đó vô cùng ấm ức, không hiểu tại sao mình lại đầy tính chính trực, sạch sẽ trong sáng mà cuối cùng lại bị mọi người làm thù, bước đi khó khăn. Sau đó, ông bắt đầu tự kiểm điểm bản thân và cuối cùng đã hiểu được tư tưởng của đạo gia về việc cực mềm không mềm, cực cứng không cứng. Từ đó, ông xây dựng nguyên tắc sống là sử dụng sự mềm mại nhất của thế giới để điều khiển sự cứng rắn nhất. Mọi việc chỉ cần kết quả tốt là được. Quá trình có một số sai sót và sơ hở không quan trọng. Cách làm việc và phương pháp của người khác, dù bản thân khó lòng chấp nhận, nhưng cũng sẽ không can thiệp. Nếu có người cố tình gây khó dễ, ông sẽ nhẫn nhịn. Nếu ai đó đâm sau lưng, miễn là không phải là tổn thương chết người, cũng không điều tra, tự mình chữa lành và bỏ qua. Không kỳ vọng đạo đức vào bất kỳ ai, chỉ tập trung giúp hoàng đế giải quyết khó khăn. Thời gian dài sau đó, mọi người phát hiện ra Tăng Quốc Phiên đã thay đổi, không còn là nhím khó chịu này nọ. Kẻ thù cũng dần biến mất, và niềm tin cũng như uy tín của ông trong mắt hoàng đế cũng dần được xây dựng. Khi bạn hiểu rằng bản chất con người là ích kỷ, mỗi hành động, mỗi lời nói của mọi người đều xoay quanh lợi ích bản thân, bạn sẽ tự nhiên buông bỏ. Chỉ cần bạn kỳ vọng đạo đức vào người khác, bạn chắc chắn sẽ bị tổn thương. Đàn ông nói, tôi sẽ yêu bạn cả đời. Phụ nữ nói, dù nghèo đói bệnh tật, tôi cũng không bao giờ rời bỏ. Con cái nói, tôi lớn lên chắc chắn sẽ hiếu thuận với cha mẹ. Nhân viên nói, tôi mãi mãi biết ơn sếp. Sếp nói, bạn mãi là anh em của tôi. Những lời này, nếu bạn tin, bạn sẽ sớm bị tổn thương. Trước mặt lợi ích, đó đều là chuyện cổ tích. Nếu không phải, thì là vì lợi ích chưa đủ lớn. Tôi không bảo bạn đừng nói về đạo đức, mà là đừng kỳ vọng người khác đối xử đạo đức với bạn. Con người chỉ tự đạo đức với chính mình thôi. Dùng đạo đức để ràng buộc bản thân, chứ không ràng buộc người khác phải có đạo đức với mình. Đó mới là đạo đức thực sự.
Dùng đạo đức để ràng buộc người khác phải có đạo đức với mình thì đó là không có đạo đức. 3. Đừng luôn muốn xây dựng cho mình một bức bình phong là người tốt. Hôm qua một người bạn gọi điện cho tôi, nói rằng anh vợ của anh ấy trước đây đã vay 50 triệu làm ăn. Sau đó bố vợ ốm nặng, anh ấy lại một mình chi trả vài chục triệu tiền viện phí. Sau khi bố vợ qua đời, anh ấy nói với mẹ vợ và anh vợ rằng liệu chi phí y tế này có nên chia đôi không? Kết quả bị mẹ vợ mắng một trận, nói rằng con rể quá lạnh lùng, tiêu tiền trên người bố vợ mà còn tính toán. Anh ấy về nhà kể lại với vợ, kết quả vợ cũng trách móc anh. Sao anh lại keo kiệt như vậy? Anh trai tôi làm ăn không kiếm được tiền, làm con rể, lẽ nào bố tôi không phải là bố anh sao? Nghe xong anh ta hoàn toàn bối rối, tại sao tiền do mình chi trả mà người bị trách mắng lại là mình? Mấy ngày sau, anh ấy suy nghĩ và quyết định, tiền thuốc men thì thôi, mình tự chi trả vậy, nhưng số tiền cho anh vợ vay làm ăn thì phải trả chứ. Vì thế anh ấy nói với vợ, em nói với mẹ và anh trai một tiếng, chuyện tiền thuốc men thì để anh lo, nhưng số tiền 50 triệu anh trai em vay trước đó để làm ăn thì phải trả lại cho anh chứ. Nghe xong, vợ anh lại nổi giận, mắng anh, sao anh chỉ nghĩ đến tiền thế, anh trai em chẳng phải là anh trai anh sao? Bây giờ anh ấy làm ăn khó khăn, không kiếm được tiền, anh còn đòi tiền, anh làm vậy có phải là việc của con người không? Hai người cãi nhau một trận, tới tối, điện thoại từ mẹ vợ lại đến, mẹ vợ lại mắng anh. Cậu yên tâm, tôi, bà già này, dù phải bán máu cũng sẽ trả tiền cho anh, đừng ép con trai tôi nữa, tôi gả con gái cho anh bao nhiêu năm, vài chục triệu không đáng sao. Bạn anh đó sụp đổ hoàn toàn vào đêm đó, gọi điện hỏi tôi phải giải quyết thế nào. Tôi nói, tiền thì thôi, cắt liên lạc với cả nhà họ, anh ấy nói, làm sao được. Dù gì cũng là một nhà, tiền không lấy nữa thì thôi, nhưng bây giờ cả nhà họ đều nói tôi keo kiệt, có ý kiến với tôi như vậy, tôi phải làm sao để họ không còn ý kiến với tôi nữa. Tôi nói, sao anh cứ phải khiến họ không có ý kiến với anh muốn thể hiện mình là người tốt trong mắt người khác đến vậy sao? Anh không mệt sao? Anh ấy nói, mối quan hệ gia đình quan trọng lắm, phải duy trì tốt mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình chứ. Tôi thấy anh ấy đã quá chìm đắm, vì vậy tôi đưa ra quan điểm của mình. Trong thực tế, rất nhiều người bị vướng bận bởi tình cảm, bị các mối quan hệ gia đình ràng buộc, bởi mong muốn luôn làm người tốt, kết quả là chính mình mệt mỏi nhưng chẳng nhận được lời khen nào. Lý do rất đơn giản. Những người coi bạn là tốt thì dù bạn tốt 10 lần, không tốt 5 lần, họ vẫn nghĩ bạn tốt. Nhưng đối với những người xem bạn là không tốt thì dù bạn tốt 100 lần cũng không sửa được cái không tốt một lần ấy trong mắt họ. Vậy phải làm sao? Đừng cố thay đổi cách nhìn của họ về mình, tránh xa họ, cứng rắn với họ hơn. Bạn không phải là người tốt với tất cả mọi người, kể cả với gia đình. Tôi không bao giờ thích tự nhận mình là người tốt, vì nếu bạn không tốt một lần, tất cả điều tốt trước đó của bạn sẽ bị họ gạt chéo. Thà rằng bạn cứ là người xấu trong mắt họ, để khi bạn tốt một lần, họ sẽ cảm thấy đó là một điều bất ngờ. Đa phần con người buồn là vì đã bỏ ra nhưng không nhận được đền đáp tương xứng. Vì vậy, cách tốt nhất là đừng bỏ ra gì cả. Như thế dù họ chửi mình cũng không buồn. Điều sợ nhất là mình đã bỏ ra rồi mà vẫn bị chửi. Ngoài cha mẹ, với bất cứ ai, tôi tốt với bạn một lần, bạn đáp lại tốt với tôi, có thể làm bạn thân. Tôi tốt với bạn một lần, bạn không đáp lại, có thể làm bạn xa. Tôi tốt với bạn một lần, bạn không đáp lại còn chửi tôi sau lưng, block luôn, bất kể là ai. Con người đều bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, ngay cả những người thân yêu bạn cũng vậy. Đừng tốn thời gian vào việc duy trì những mối quan hệ vô nghĩa, hãy dành thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn. Kỹ năng đọc vị cấp cao, hiểu rõ con người. Tôi chia con người thành 4 loại: 1. Tâm lành tay mềm. 2. Tâm ác tay ác. 3. Tâm ác mặt lành. 4. Tâm lành tay ác. Loại thứ nhất là tâm lành tay mềm. Loại người này thường sống ở tầng lớp thấp nhất, đó là quần chúng lao khổ. Gọi tắt là người tốt, rất ngoan ngoãn, nội tâm chất phác, cũng không có nhiều thủ đoạn. Điển hình như thế hệ cha mẹ chúng ta đã sống nghèo khổ cả đời dù rất cần cù chân thành. Mọi người hãy nhớ, đối với một số người, nếu bạn nhân từ thì họ sẽ biết ơn, nhưng với một số người khác, nếu bạn nhân từ thì họ sẽ bất lịch sự với bạn. Vì vậy, chúng ta không nên không làm người tốt, cũng không nên không làm người xấu, mà phải làm người tốt trong những người tốt, người xấu trong những người xấu. Bạn hãy cân nhắc kỹ điều này. Nghĩa là, với người tốt, hãy nói về tình cảm, còn với kẻ xấu, nhất định phải dùng đến thủ đoạn. Nếu với kẻ xấu mà bạn cũng nói về tình cảm, thì cuối cùng bạn sẽ bị kẻ xấu đánh bại. Loại người thứ hai, tâm ác tay ác. Loại người này là những kẻ xấu ngu ngốc điển hình, cơ bản những người này đều ở trong tù hoặc sắp phải vào tù. Tại sao gọi là kẻ xấu ngu ngốc? Chẳng hạn bạn thích một cô gái, bạn nên lập kế hoạch, sử dụng thủ đoạn để cô ấy tự nguyện xa lưới. Như vậy sẽ có lợi nhất cho bạn, rủi ro thấp nhất và bền vững nhất. Nhưng có người lại ngu đến mức đi thẳng vào hãm hiếp rồi giết người, cuối cùng tự mình bị tử hình. Một khi gặp phải kẻ xấu ngu ngốc này, nhất định phải tránh xa, đừng ngu đến mức để chúng hỏi bạn, mày nhìn cái chó gì? Mà bạn còn trả lời, thích nhìn đấy, làm sao? Thì thực sự khó hiểu ai mới là người ngu trong hai người. Tất nhiên, hai loại người trước không đáng lo ngại lắm. Bởi vì chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, người tâm lành tay mềm sẽ không đe dọa bạn, nhưng họ cũng sẽ không có thành tựu gì lớn. Kẻ xấu ngu ngốc cũng có thể nhìn ra ngay, trừ phi bạn cũng là đồng loại với chúng. Thì hai bạn cứ tàn sát lẫn nhau đi. Những người này chúng ta cứ tránh xa thôi.
chỉ cần tránh xa những quả bom này là được rồi. Loại người thứ ba nguy hiểm hơn, tâm ác mặt lành, miệng luôn đề cao nhân nghĩa đạo đức, tình cảm anh em, nhưng bên trong vô cùng đen tối. Càng là người ban đầu liến thoáng chào hỏi anh em, đề cao tình cảm nhân nghĩa, thì bạn càng phải cẩn thận. Những cái gọi là tình cảm và đạo đức, đó rất có thể chỉ là vũ khí của họ. Bởi bên trong vô cùng tối tăm, nên họ mới cần bọc ngoài bằng những thứ hình thức như vậy. Tham khảo nhân vật Nhạc Bất Quần. Những người thực sự chân thành bên trong chắc chắn sẽ không cần vũ trang mình bằng những hình thức như thế. Giống như những gì chúng ta đang nói, bạn sẽ thấy chúng ta nói chuyện hoàn toàn không có từ ngữ hay câu văn hoa mỹ nào. Nhưng chúng ta rất thực tế, bởi vì bên trong chúng ta có hàng, không cần bề ngoài hình thức đó để tô điểm cho bóng bẩy. Tất nhiên, những gì tôi nói chỉ là khái quát xác suất, không phải tuyệt đối. Vẫn có một số người vốn sinh ra đã rất nhiệt tình, rất thích ngay từ lần gặp đầu tiên, đã muốn thân thiết ngay. Điều này cũng tồn tại, nhưng tương đối ít hơn. Làm thế nào để phân biệt loại người này? Chính là phải kiểm tra. 1. Kiểm tra bằng tiền. 2. Kiểm tra bằng việc. 3. Kiểm tra bằng thời gian. Lấy một ví dụ, trước khi tôi kết hôn, trong giai đoạn tôi và vợ tôi hẹn hò, tôi muốn kiểm tra xem người phụ nữ này có phù hợp để kết hôn không. Bởi vì trong giai đoạn hẹn hò mọi người đều đang diễn, vì vậy để biết được tình cảm thực sự từ trong lòng, cần phải kiểm tra bằng tiền hoặc việc. Tôi đã làm thế nào? Đó là lúc đó, tôi cố ý thuê một căn nhà rất tệ và rất nhỏ. Sau đó tôi cố ý dẫn cô ấy đến xem căn hộ cho thuê, nói là đi xem chỗ tôi ở. Bởi vì khi đó mới ở với nhau không lâu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô ấy một khi nhìn thấy căn nhà nhỏ như vậy và lại là thuê chung, chắc chắn sẽ chạy mất, từ đó biến mất. Nhưng kết quả tôi quan sát thấy, cô ấy không có bất kỳ phản ứng và không hài lòng nào. Sau đó ở đó nấu ăn, không nói một lời nào về căn nhà. Tôi biết cô ấy là một người rất đơn giản và tốt bụng từ trong lòng, không giả tạo, và đặc biệt là thực lòng với tôi, có thể cùng nhau chịu đựng khó khăn. Sau đó, tôi quyết định cưới cô ấy. Vì vậy, rất nhiều hôn nhân gặp vấn đề, bởi vì không có kiểm tra trước hôn nhân. Trong thương trường, việc doanh nghiệp thu nạp nhân tài cũng vậy. Người nào đến ngay lập tức nói về tiền, muốn lương cao bao nhiêu, cơ bản là không có chất lượng thực sự. Người có chất lượng thực sự sẽ không ngay lập tức nói về tiền, mà nhiều hơn sẽ nói về cơ hội phát triển. Bởi vì người thực sự có năng lực, tự tin vào bản thân mình, vì vậy chuyện lương bổng không đáng lo ngại. Những người đến vì tiền, cơ bản sẽ đi vì tiền. Bởi vì đối thủ cạnh tranh trả nhiều tiền hơn một chút, họ sẽ chạy đi, không may còn dẫn theo vài người của bạn. Vì vậy những người quá coi trọng lợi ích tạm thời cần phải cẩn trọng. Vậy có phải bạn cần phải kiểm tra tất cả người thân và bạn bè xung quanh một lần không? Đừng làm loạn, tôi không dạy bạn như vậy. Chỉ có những người bạn cảm thấy đặc biệt quan trọng mới cần kiểm tra. Những người không đặc biệt quan trọng thì không cần kiểm tra. Đừng kiểm tra lung tung. Thứ hai là kiểm tra bằng việc. Chính là giao cho họ một việc, xem họ có hợp tác làm việc đó theo ý bạn không. Ngoài ra là xem họ có thể làm việc đó thành công hay không. Trước kia 2 năm, có một bạn học rất thân của tôi ở quê nói rằng tôi về sẽ tổ chức một bữa tiệc cùng nhau. Tôi đã về nhà và chúng tôi hẹn thời gian. Cuối cùng, anh ấy hẹn lúc 6 giờ tối cùng nhau ăn tối. Tôi gần đến cửa nhà hàng rồi, anh ấy gọi điện cho tôi, nói rằng hôm nay đột ngột có việc, không thể đến được, thực sự xin lỗi, hẹn ngày mai. Người như thế này còn có thể tiếp tục giao du không? Không cần thiết nữa, sự việc này đã cho thấy người này rất không đáng tin cậy. Vì vậy, việc sử dụng tiền có thể kiểm tra được vị trí của bạn trong lòng họ. Việc sử dụng việc có thể kiểm tra mức độ đáng tin cậy của một người. Vì vậy, trong công ty, nếu bạn muốn đào tạo một người, hãy giao cho họ một số việc để làm, xem họ có thể hoàn thành công việc đó theo ý bạn không. Sau đó giao cho họ nhiều việc hơn. Nếu họ mỗi lần đều có thể hoàn thành công việc theo ý bạn, bạn mới có thể tin tưởng sử dụng họ. Thứ ba, kiểm tra bằng thời gian. Có câu thành ngữ nói rằng, đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới thấu nông sâu lòng người. Vì vậy một người, việc sử dụng tiền để kiểm tra không thành vấn đề, sử dụng việc để kiểm tra cũng không thành vấn đề, thì bạn vẫn cần quan sát họ một thời gian nữa. Bất kỳ ai có tình cảm giả tạo đều không thể trốn tránh được sự kiểm tra của thời gian, cuối cùng sẽ lộ ra bản chất thực sự. Nhiều người chúng ta gọi là người coca, tức là khi tiếp xúc ban đầu cảm thấy người này thật tốt, thật đúng mực, giống như việc uống coca rất sảng khoái. Nhưng bạn đừng vui mừng quá sớm, rất có thể người này chỉ là một kẻ hư vinh, đối với ai cũng chỉ là những thủ thuật nhàm chán, sau khi qua một thời gian sẽ bắt đầu lộ rõ bản chất, giống như việc uống coca, càng uống càng thấy nhạt nhẽo. Một loại người khác là người cà phê, lần đầu uống có vẻ không tốt lắm, nhưng càng thưởng thức càng thấy thơm. Những người thực sự giỏi đều có thể vượt qua sự thử thách của thời gian. Vì vậy, khi chúng ta muốn sử dụng nhân tài trong công ty, hãy cố gắng thăng chức từ những người đã theo mình lâu nhất. Một số công ty thích sử dụng bộ binh nhảy dù, cảm thấy nhân tài bên ngoài tốt hơn. Điều này có một rủi ro nhất định, bởi vì bạn tiếp xúc với nhân tài bên ngoài trong một thời gian rất ngắn. Bạn chưa thực sự hiểu rõ mặt thật của họ, họ rất có thể chỉ là người coca. Những người thực sự hữu ích chắc chắn là những người bạn tự mình đào tạo lên, bởi vì họ đã trải qua sự kiểm định của thời gian, thường xuyên hết lòng với bạn và công ty. Loại người thứ tư, tâm lành tay ác. Đây là những cao thủ thực sự lợi hại,
cũng là những gì chúng ta cần thực sự tu luyện để trở thành. Gọi là lòng tốt như Phật nhưng biện pháp như ma. Trên thực tế, Phật và ma trong việc sử dụng phương pháp là không khác biệt. Sự khác biệt chỉ nằm ở một suy nghĩ, được gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Điều này nói rằng Phật sử dụng phương pháp để diệt ác an dân là để đạt được mục đích thiện, trong khi ma sử dụng phương pháp để làm điều xấu, để đạt được mục đích ác. Vì vậy, chúng ta hiểu rằng, những người tâm ác mặt lành, phương pháp của họ là cực kỳ lợi hại, nhưng họ sử dụng phương pháp để đạt được mục đích xấu của mình, tức là hy sinh lợi ích của người khác để đạt được lợi ích cho bản thân. Những người này đi theo con đường của ma, họ có thể có những thành công nhỏ trong một giai đoạn, nhưng không thể đạt được thành công lớn lâu dài, bởi vì chỉ cần qua một chu kỳ thời gian, những người xung quanh họ sẽ nhận ra bản chất thực sự của họ và từ bỏ họ. Trái lại, những người có tâm lành tay ác giống nhau cực kỳ mạnh mẽ, nhưng họ sử dụng phương pháp ác để trừng phạt kẻ xấu, để đạt được mục đích thiện, tức là thông qua việc thành công của người khác, để đạt được lợi ích lâu dài cho bản thân. Những người này đi theo con đường của Phật. Người này dù thành công chậm hơn trong ngắn hạn, nhưng cuối cùng sẽ đạt được thành công lớn lâu dài. Bởi vì họ có thể vượt qua sự kiểm định của thời gian, người theo họ sẽ ngày càng nhiều. Khi Phật Tổ thu phục Tôn Ngộ Không, nếu phương pháp của Phật Tổ không vượt trội hơn Tôn Ngộ Không, thì Phật Tổ đã bị Tôn Ngộ Không đè dưới núi ngũ hành rồi. Từ đó ta hiểu, chúng ta cần phải nuôi dưỡng những người tâm lành tay mềm, tránh xa những người tâm ác tay ác, cảnh giác với những người có tâm ác mặt lành, trở thành người tâm lành tay ác. Hãy là người tốt giữa những người tốt, kẻ xấu giữa những kẻ xấu. Bí quyết giao tiếp khiến đối phương tâm phục khẩu phục, kính nể bạn. Trước hết, mọi người hãy nhớ một câu. Bạn nhường nhịn một người trong thời gian dài, không đồng nghĩa với việc họ sẽ đền đáp lại tình cảm của bạn. Ngược lại, bạn sẽ nhận lại sự tăng cường tính càn rỡ của họ, leo lên đầu bạn. Bởi vì trong tính cách con người có thứ gọi là lòng tham, con người là sinh vật tham lam, hầu hết mọi người đều thích leo lên đầu những người tử tế. Bạn xem, Võ Đại Lang đối xử với Phan Kim Liên rất tử tế, tốt đến mức cảm động trời xanh. Trong thực tế, có một ngôi sao nổi tiếng tên X và vợ ông ta tên Y, mọi người cũng đều biết chuyện đó phải không? Ông X đối xử với bà Y rất chu đáo, tận tâm, nhưng kết quả thế nào? Những tình yêu này không đổi lại được sự đáp trả tương ứng từ phía đối phương. Ngược lại, họ nhận lại là sự tổn thương ngày càng tăng. Tất nhiên, không phải là bảo bạn đừng yêu, mà là yêu với chiến lược và phương pháp. Đối xử tốt với một người cần có chiến lược và phương pháp. Khi bạn quá tốt với một người, bạn sẽ nhận lại chủ yếu là sự tổn thương cho chính mình. Tại sao lại như vậy? Không phải đứa trẻ đó hay thay đổi, và những mô thức tương tác khác nhau này cũng không phải do chính đứa trẻ đó lên kế hoạch. Những mô thức tương tác khác nhau này thực ra được hình thành bởi các bạn học, giáo viên, mẹ, bố, ông bà của chúng. Một đứa trẻ lúc 6-7 tuổi, tất cả những biểu hiện của chúng đều là thể hiện bản chất nhất của con người. Chúng không có khái niệm thiện ác, đẹp xấu, cũng chưa học cách giả dối che đậy, mà chỉ thể hiện một cách chân thật nhất bản chất nguyên sơ của con người. Để hiểu rõ hơn, tôi xin nêu một ví dụ. Con trai tôi lúc lớp 1 tiểu học, nó có cách đối xử hoàn toàn khác nhau với những người xung quanh như bạn bè, người thân. Với bạn thân nhất, nó rất hào phóng, có đồ ăn ngon gì ở nhà thì nó tự động mang đi cho bạn ăn, nhưng khi đối mặt với mẹ, nó lại rất keo kiệt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì mẹ nó quá chiều chuộng nó. Với mẹ, nó đã quen với việc nhận được mà không cần phải đáp trả, thì tại sao lại phải đáp trả? Vì vậy với mẹ, nó hình thành thói quen nhận mà không cần đáp trả. Nhưng với bạn bè thì khác, nó phải đáp trả bằng cách chia sẻ đồ ăn, đồ chơi mới có thể được chơi với bạn, nên nó phải đáp trả. Điều này rất hợp tình hợp lý. Nếu không đáp trả, nó sẽ mất đi những người bạn đó. Vì vậy nó quen với việc phải đáp trả mới được nhận lại. Nếu là bà mẹ đang nuôi con, lúc này chắc bà đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi đấy. Nhưng đừng vội, vở kịch mới chỉ bắt đầu. Tiếp theo, chúng ta cùng xem mối quan hệ giữa con trai tôi với tôi ra sao nhé. Đối với một cao thủ xây dựng mô thức tương tác như tôi, việc đối phó với nó chẳng khác nào dẹp một con muỗi. Trước mặt tôi, nó không dám phạm bất kỳ lỗi lầm nào, hoàn toàn là một học sinh gương mẫu, một đứa con hiếu thảo tuyệt vời. Tôi chỉ cần một ánh mắt, nó lập tức ngoan ngoãn, kính cẩn, xe rè đâu ra đấy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nó sợ bị phạt. Tôi trừng phạt nó từ tinh thần đến thể xác cho đến vật chất. Trong mối quan hệ giữa tôi và nó, tôi đã đặt ra những dấu ấn đau đớn khó phai. Ví dụ có lần nó dám cãi lại tôi đã phạt thế này: cấm xem TV 10 ngày, cấm chơi đồ chơi 10 ngày, cấm chơi với bạn bè 10 ngày, chỉ được ở nhà làm bài tập. Về thể xác, phạt đứng 10 tiếng. Về vật chất, cấm mua đồ ăn vặt trong 10 ngày. Phạt như vậy 2 lần, nó hiểu rằng trước mặt cha không thể phạm bất kỳ sai lầm nào, nếu phạm sai lầm sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, trong mối quan hệ với tôi, nó hình thành thói quen phạm lỗi sẽ phải trả giá rất đắt. Muốn tôi đối xử tốt với nó, trước tiên nó phải đối xử tốt với tôi. Mỗi lần tôi phạt con trai, bà ngoại nó lại đến xin bênh vực, nói tôi không nên phạt trẻ con như vậy, rồi mắng tôi một trận. Ngược lại, bà rất chiều chuộng cháu, mua đủ thứ đồ chơi, đồ ăn ngon, cơ bản là chiều theo bất cứ điều gì cháu muốn. Kết quả là gì? Đứa trẻ này hoàn toàn không tôn trọng bà ngoại, thường xuyên cãi lại, quát tháo lỗ mãng với bà.
Về sau bà ngoại nhận ra rằng cách làm như vậy không ổn, mọi chuyện đã mất kiểm soát. Khi tôi ra tay trừng phạt, không ai can thiệp nữa. Sự thật là trong mối quan hệ vợ chồng, đối tác, lãnh đạo và nhân viên, tất cả đều có mô thức tương tác như vậy. Cách mọi người xung quanh đối xử với bạn thực ra đều do chính bạn tạo ra. Làm thế nào để xây dựng mô thức tương tác? Nguyên tắc cốt lõi thứ nhất để xây dựng mô thức tương tác là xác lập ranh giới. Trong quan hệ người với người, không phải là cứ nhẫn nhịn mọi thứ, mà phải có những nguyên tắc, ranh giới rõ ràng. Đồng thời, ngay từ đầu bạn phải cho con cái, vợ chồng, đối tác, nhân viên, bạn bè hiểu rõ ranh giới của bạn là gì, và ranh giới đó tuyệt đối không được vượt qua. Nếu ai đó vượt qua, bạn phải kiên quyết đối đầu, để họ phải trả giá đắt. Tại sao người tốt lại không nhận được điều tốt? Là bởi vì bạn đã tốt đến mức không còn nguyên tắc và giới hạn. Thậm chí đối phương đã vi phạm nguyên tắc và giới hạn của bạn. Bạn vẫn cố gắng mỉm cười, nhẫn nhịn. Điều này chỉ khiến cho đối phương càng lấn tới. Bởi vì họ hoàn toàn không biết bạn quan tâm đến điều này đến mức nào. Đó không phải là lỗi của họ, mà là lỗi của bạn. Giống như tôi thường nói, bạn không thể chăm sóc con cái suốt đời. Bạn đừng để chúng phát triển thành thói quen được chăm sóc. Bạn không thể chiều chuộng vợ bạn suốt đời. Bạn đừng để cô ấy phát triển thói quen được chiều chuộng. Bạn đã để cô ấy phát triển thói quen được chiều chuộng, nhưng bạn lại không thể tiếp tục, chắc chắn sẽ có vấn đề phát sinh. Kể về một câu chuyện xung quanh tôi, tôi có một người bạn khi mới kết hôn. Vợ anh ấy rất tốt, thuộc loại vợ hiền mẹ đảm. Nhưng anh bạn tôi lại chiều vợ một cách quá mức, đến mức khó tin. Ban đầu, khi chúng tôi đến nhà bạn tôi ăn cơm, thì vợ bạn nấu ăn, anh ấy tự nguyện đi vào bếp phụ vợ. Càng ngày, anh ấy phụ càng nhiều việc. Ban đầu chỉ rửa rau sơ chế, sau đó anh nấu 2 món, vợ nấu 2 món. Rồi về sau, khi chúng tôi đến nhà ăn cơm, vợ bạn tôi trực tiếp bảo anh vào bếp nấu nướng. Bà vợ đôi lúc ra sân sau, chỉ vài điều rồi đi vào. Cuối cùng, bà vợ hoàn toàn không làm gì cả, cơm nước đều do bạn tôi làm, rồi anh ấy cũng rửa bát đĩa. Tôi cũng nhận thấy rõ ràng sự thay đổi tính tình của vợ bạn tôi, cư xử với anh ấy có vẻ hơi lệ thuộc. Còn bạn tôi, mỗi lần chỉ cười trừ, không hề đối ngược lại, thật sự là một người chồng tốt. Thực ra cả hai đều có lỗi, một người muốn cho, một người muốn nhận thì cũng chẳng sao cả, miễn là vui vẻ là được. Nhưng kết quả lại không phải vậy. Một thời gian trước, bạn tôi gọi điện cho tôi, giọng giận dữ tột cùng, nói là anh ta đã đánh vợ và muốn ly hôn, làm tôi giật mình. Tôi hỏi tình huống ra sao. Anh ấy nói, cậu biết không, tôi cưới cô ấy bao nhiêu năm nay. Tôi luôn chiều chuộng cô ấy, yêu thương cô ấy, kết hôn 10 năm, tôi nhẫn nhịn cô ấy 10 năm. Tôi ghét nhất là nấu ăn. Nhưng vì cô ấy, 10 năm qua tôi hàng ngày nấu ăn, con cái cũng do tôi đưa đón hàng ngày. Cô ấy thì tâm trạng càng lúc càng tồi tệ, thường xuyên quát mắng tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy tôi đã đánh cô ấy. Tôi thực sự không thể chịu đựng được người đàn bà này nữa. Tôi bảo, cậu trước tiên đừng tranh cãi. Người ta hôm nay trở thành như vậy, không phải là do cậu một tay tạo ra sao? Bây giờ cậu có gì phải buồn? Nếu cậu không chấp nhận được việc nấu ăn, chăm sóc con cái, không chấp nhận được việc cô ấy quát mắng cậu, khi mới bắt đầu ở bên nhau tại sao không nói? Bây giờ đã nhẫn nhịn 10 năm rồi, giờ cậu mới nói không chịu nổi nữa, sao không từ chối ngay từ đầu? Cậu cho cô ấy 10 năm để phát triển thói quen, bây giờ cậu muốn người ta thay đổi, làm sao thay đổi? Nói thêm nữa, ở tuổi này của cậu, con cái cũng đã lớn, nếu ly hôn con cái sẽ ra sao? Sau khi nghe xong, anh ấy nói, vậy bây giờ phải làm sao? Tôi bảo, thì tiếp tục nhẫn nhịn đi, đã nhẫn nhịn 10 năm rồi, thì cứ nhẫn nhịn cả đời luôn đi. Thực tế, đây chính là hậu quả tồi tệ nhất khi không có ranh giới cụ thể. Không ai đổ lỗi cho ai được, chỉ có thể trách móc chính bản thân anh ấy mà thôi. Vì vậy, nếu bây giờ bạn đã hình thành mô thức tương tác lâu năm, cố định với một số người xung quanh, tôi khuyên bạn đừng vội phá vỡ nó. Hãy cân nhắc xem hiện tại bạn có đủ lực lượng hay không, đối phương có thật sự cần bạn hay không. Bởi vì mô thức tương tác được hình thành lâu năm, nếu muốn phá vỡ, chắc chắn sẽ gây ra đối đầu quyết liệt. Tất nhiên, nếu bạn có đủ lợi thế và đối phương không thể sống thiếu bạn, bạn có thể phá vỡ mô thức tương tác này, nhưng quá trình đó chắc chắn sẽ rất gay gắt, bạn cần phải chuẩn bị tâm lý. Nhưng nếu bạn không phá vỡ mà tiếp tục duy trì, bạn cần phải suy nghĩ xem bạn có thể chịu đựng được không. Bởi vì bạn càng nhẫn nhịn, đối phương sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. À, có phải càng đau khổ? Nếu bạn không thể chịu đựng, trong tình huống bạn có đủ lợi thế, tôi khuyên bạn nên phá vỡ sớm, càng muộn càng khó. Về điểm thứ hai, chúng ta hãy nói về việc thiết lập điểm nhớ đau và điểm nhớ sướng. Đặc biệt là lần đầu tiên xảy ra sự việc chạm đến giới hạn của bạn, bạn nhất định phải làm cho đối phương hình thành một điểm nhớ đau. Điều này rất quan trọng. Ý nghĩa là gì? Hãy tiếp tục với một câu chuyện thực tế. Chẳng hạn như khi tôi và vợ tôi mới bắt đầu ở bên nhau, mô thức tương tác lúc đó chưa hình thành, lúc đó chính là quá trình đấu tranh. Tôi khuyên mọi người trong giai đoạn hẹn hò, phía nam nên cố gắng nhượng bộ và bao dung với cô gái. Bởi vì trong giai đoạn hẹn hò, bạn không có lợi thế gì. Sau khi kết hôn, khi lợi thế của bạn dần trở nên lớn hơn, bạn cần phải điều chỉnh lại mô thức tương tác so với giai đoạn hẹn hò. Trong thời gian hẹn hò, bạn quanh quẩn xung quanh cô ấy mỗi ngày. Cô ấy thỉnh thoảng nổi cáo như công chúa hay tiểu thư. Bạn vẫn có thể chiều chuộng, đó là không khí tình yêu. Sau khi kết hôn, đàn ông cần phải làm ăn.
Nếu cô gái vẫn giữ mô thức tương tác như giai đoạn hẹn hò, thỉnh thoảng nổi giận như công chúa, thực sự không tốt cho người đàn ông và gia đình. Phụ nữ cũng đừng có ý kiến với tôi. Muốn cuộc sống hạnh phúc, phụ nữ cần phải hiểu rằng hẹn hò là phim truyền hình, còn hôn nhân là phim tài liệu. Hẹn hò chỉ là màn trình diễn của hai người, hôn nhân mới trở về với hiện thực. Không hiểu cũng không sao. Cuộc sống và thời gian sẽ chứng minh những gì tôi nói. Vì vậy phụ nữ, nếu có yêu cầu gì đối với đàn ông, chắc chắn phải đưa ra trước khi kết hôn, sau khi kết hôn thì khó rồi. Vì vậy sau khi kết hôn, bạn cần phải dần điều chỉnh mô thức tương tác giữa bạn và cô gái đó. Chẳng hạn, sau khi tôi và vợ tôi mới kết hôn, có một lần cô ấy bảo tôi nấu cơm. Tôi biết rõ, nếu tôi bắt đầu nấu, sau này việc này sẽ gần như trở thành trách nhiệm của tôi, và thêm nhiều việc nhà sẽ trở thành của tôi. Tôi không phải là không muốn làm việc nhà, nhưng sự nghiệp của tôi không cho phép tôi dành thời gian cho những việc đó. Vì vậy, tôi phải tạo cho cô ấy một điểm nhớ đau sâu sắc về việc này, để cô ấy nhớ mãi. Vì thế, tôi bảo cô ấy đi nấu, nhưng cô ấy cũng không muốn. Lúc đó, cuộc chiến bắt đầu. Sau đó, tôi nổi giận dữ dội, phát cáo, thậm chí là đập vỡ cốc, làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng. Sau đó tôi nói rằng, tôi bận rộn với công việc, không có thời gian cho những việc này. Nếu em không thể nấu được bữa cơm nào, chúng ta không cần phải ở với nhau nữa, mai anh sẽ làm giấy ly hôn. Cô ấy nói, ly thì ly. Sự việc này đã gây ra ồn ào trong 2 ngày, làm phiền đến cha mẹ cô ấy, họ đều đến để khuyên giải. Sau cùng, cô ấy mệt mỏi và nghĩ rằng, chỉ vì nấu một bữa cơm mà ly hôn thì quá đắt, và với thời gian và năng lượng tiêu hao trong 2 ngày đó, có thể nấu được bao nhiêu bữa cơm. Cuối cùng, cô ấy đã nhượng bộ, mỗi lần đều tự đi nấu. Sau một thời gian, điều này trở thành thói quen. Trong 10 năm kết hôn, ngoại trừ dịp lễ Tết, tôi chưa bao giờ nấu cơm. Dịp lễ Tết tôi tự nguyện nấu một lần, cô ấy còn cảm động chết đi được. Khen ngợi tôi là chồng tốt, hôm nay có món ngon để ăn. Bạn không nghe nhầm đâu, sự thật là như vậy. Và chúng tôi cũng không còn tranh cãi về việc ai sẽ nấu cơm nữa. Bởi vì trong sự việc này, tôi đã tạo cho cô ấy một điểm nhớ đau sâu đậm trong tâm trí. Và sau mỗi lần cô ấy nấu xong, tôi đều khen ngợi rằng thực sự ngon. Vợ tôi nấu rất tuyệt, điều này tạo ra một điểm nhớ sướng cho cô ấy. Dưới sự tác động kép của điểm nhớ đau và điểm nhớ sướng, chúng tôi đã hình thành một mô thức tương tác cố định trong việc này. Nấu cơm là việc của cô ấy. Và cô ấy chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi, bởi vì việc nấu cơm đã trở thành hành động tự động và phản ứng của cô ấy. Bây giờ cô ấy hàng ngày đều nghiên cứu về ẩm thực, và tình cảm giữa chúng tôi rất tốt. Vậy bạn hỏi tôi, lần phát cáo 10 năm trước đó có phải là thật sự tức giận không? Chắc chắn không. Đó là sự phát cáo có chiến lược, cái gọi là EQ. Chắc chắn không phải là không bao giờ tức giận, mà là phải biết cách tức giận có chiến lược. Bạn có thể thể hiện sự tức giận của mình, nhưng bạn không thể tức giận một cách biểu đạt. Một là hành động có chiến lược, một là hành động ngu ngốc không suy nghĩ. Khi bạn đối mặt với những người khác nhau, trong các tình huống khác nhau, trước các sự việc khác nhau, bạn cần sử dụng những cảm xúc khác nhau. Trong doanh nghiệp cũng vậy, ông chủ cần tạo ra mô thức tương tác giữa các đối tác. Quản lý cần tạo ra mô thức tương tác giữa bản thân và đội nhóm. Nếu mô thức tương tác không được xây dựng tốt, bạn sẽ dễ dàng bị nhân viên dưới quyền lợi dụng. Phương pháp hiệu quả nhất để tạo mô thức tương tác giữa các đối tác là thông qua cãi vã. Các đối tác không tranh cãi, không thể làm ăn tốt được, và càng tranh cãi sớm càng tốt. Tại sao nhiều bạn bè, người thân có mối quan hệ tốt khi cùng nhau khởi nghiệp lại chia lìa? Bởi vì ban đầu không tranh cãi, sau này sẽ tranh cãi không thể kiểm soát được. Bởi vì không tranh cãi từ đầu, điều đó có nghĩa là chắc chắn có người đang nhẫn nhịn, và các quyết định không qua tranh luận sẽ dễ dàng sai lệch. Thực ra việc dạy người và dạy chó là giống nhau. Bạn đọc câu chuyện dưới đây và hiểu được tinh thần của nó. Một ngày, tôi mua một con chó nhỏ và đặt tên cho nó là Tiểu Hắc. Tôi gọi Tiểu Hắc, nó không đến. Tôi gọi lại, vẫn không đến. Phải làm sao bây giờ? Vì vậy, tôi mua một miếng sườn, cầm sườn và gọi Tiểu Hắc, nó liền đến. Một tháng liên tục tôi dùng sườn để gọi nó, mỗi lần gọi Tiểu Hắc, nó đều đến. Sau một tháng, tôi không cầm sườn nữa, tôi gọi Tiểu Hắc, nó vui vẻ chạy đến với đuôi vẫy vẫy, nhưng tôi phát hiện nó thích nằm ở cửa, không nằm trong tổ của mình, phải làm sao? Thế là tôi đặt một số cây có gai ở cửa, mỗi khi nó nằm xuống, nó sẽ bị trích. Tôi cũng đặt một ít sườn vào tổ của nó, vì thế nó tự dạy bản thân không nằm ở cửa nữa, mà nằm trong tổ. Sau đó, tôi đã lấy bỏ cây gai ở cửa và cũng lấy bỏ xương trong tổ của nó, nhưng nó vẫn tự giác nằm trong tổ, không nằm ở cửa nữa. Mà không biết từ lúc nào, tôi đã tạo ra mô thức tương tác giữa nó và tôi. Bạn đã hiểu chưa? Nhớ lại, thời điểm tốt nhất để tạo dựng mô thức tương tác là lần đầu tiên gặp gỡ, bởi vì vào thời điểm đó, đối phương chưa hiểu bạn, cũng không biết cách giao tiếp với bạn. Thời điểm tốt nhất để phá vỡ mô thức tương tác là khi bạn có đủ lợi thế, đối phương không thể sống thiếu bạn. Làm cho tôi không thể sống thiếu bạn, ai không thể sống thiếu ai, người đó sẽ đau khổ. Bạn không thể sống thiếu họ, bạn sẽ đau khổ. Họ không thể sống thiếu bạn, họ sẽ đau khổ. Sự thành công của bạn trong kinh doanh, hạnh phúc trong gia đình đều đến từ sự không thể thay thế của bạn. Quy luật của thế giới này đang trở nên ngày càng rõ ràng. Khi bạn không đủ mạnh mẽ, bạn muốn một cơ hội nhỏ cũng không có. Khi bạn đủ mạnh mẽ, trước mặt bạn có hàng ngàn cơ hội, bạn không thể từ chối. Khi bạn đủ xuất sắc, mọi thứ bạn muốn sẽ tự động tìm đến bạn.
Lợi dụng là bản chất của con người, ngay cả giữa cha mẹ và con cái. Nếu bạn giỏi giang, xuất sắc, cha mẹ sẽ yêu thương bạn hơn. Bản chất của xã hội này là phần thưởng của bạn không phải dựa trên công sức bạn bỏ ra, mà dựa trên tính không thể thay thế của công sức đó. Bạn phải nhớ, giá trị của bạn không phải là mức lương của bạn, mà là sự không thể thay thế của bạn trong mắt sếp. Chỉ khi bạn có thể thay thế, mức lương của bạn mới không thể tăng lên. Nếu trong hôn nhân, bạn chỉ dựa vào vẻ đẹp và hình thể để thu hút chồng, theo thời gian, luôn có người đẹp hơn xuất hiện, và người thứ ba cũng sẽ xuất hiện. Có những phụ nữ khi đối mặt với chồng ngoại tình, không phải là khóc lóc, làm ầm ĩ, mà là chăm sóc gia đình hơn, tu dưỡng bản thân. Họ làm cho gia đình ngăn nắp, bản thân trở nên quyến rũ hơn, con cái được yêu mến. Sau một thời gian, khi cảm giác mới mẻ của chồng đối với người thứ ba qua đi, trở về nhà và thấy gia đình hạnh phúc, ấm áp, vẫn không nỡ bỏ rơi, cuối cùng quay trở lại gia đình mình. Tất nhiên, có người nói, tôi không thể làm được, anh ta ngoại tình mà tôi còn phải phục vụ anh ta sao? Như vậy, trước tiên hãy tự phản tỉnh xem mình có vấn đề ở đâu, sau đó mới quyết định việc ở lại hay rời đi. Nếu bạn trong hôn nhân không có tính không thể thay thế, thì tái hôn cũng không có ý nghĩa lớn, cùng một vấn đề vẫn sẽ xuất hiện. Trên thị trường lao động, có quá nhiều người dễ dàng bị thay thế, bị người trẻ tuổi hơn, bị máy móc, bị hệ thống mới. Lạc Chân Vũ từng nói rằng, người làm việc cần phải tự hỏi mình 3 câu hỏi. 1. Công việc tôi đang làm, máy móc có thể làm được không? 2. Công việc tôi đang làm có thể được outsource, thuê ngoài không? 3. Công việc tôi đang làm tương lai có phát triển không? Câu trả lời cho những câu hỏi này có thể khiến bạn chán nản, nhưng đó không phải là lý do để bạn không nên suy nghĩ về chúng. Vì bị câu hỏi đặt ra tốt hơn là bị hiện thực tát vào mặt. Nhiều khi, chúng ta sẽ mặc định cho rằng thu nhập của chúng ta liên quan đến trình độ học vấn, khả năng của chúng ta, liên quan đến những thành tích trước đây của chúng ta. Nhưng thực tế, đây đều là những quan niệm sai lầm to lớn. Chúng ta trong đời này có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Thực ra không liên quan gì đến trình độ học vấn, cảm xúc hay thành tích trước đây, chỉ liên quan đến tính không thể thay thế của chúng ta. Khi sếp quyết định trả lương cho bạn, trong lòng họ có một cái cân, bên trái của cân là lương hiện tại của bạn, bên phải của cân là lợi ích mà bạn có thể mang lại cho công ty ở thời điểm hiện tại. Lưu ý, ở đây có hai từ khóa. Thứ nhất là ở thời điểm hiện tại, không phải là đóng góp của bạn một năm trước, không phải là tổng đóng góp trước đây của bạn, mà là đóng góp của bạn ở thời điểm hiện tại. Từ thứ hai là lợi ích, không phải là mối quan hệ tình cảm của bạn như thế nào, cũng không phải là nhân phẩm của bạn ra sao. Nếu bây giờ bạn nhận lương 10 triệu, nhưng công việc bạn làm người khác chỉ cần 5 triệu cũng có thể làm được, thì tôi sẽ thay thế bạn. Dù quá khứ giữa chúng ta có mối quan hệ tốt, dù bạn đã từng kiếm cho công ty 1 tỷ, nhưng xin lỗi, giá trị của bạn ở thời điểm hiện tại có thể thay thế, thì việc thay thế là cần thiết. Điều này rất tàn nhẫn, nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Chúng ta có quá nhiều người mắc phải kiêng kỵ lớn này trong công việc, đó là luôn coi những đóng góp trong quá khứ như là những gì mình nên nhận được bây giờ. Khi không nhận được, chúng ta bắt đầu oán trách, cảm thấy người khác nợ mình. Thực ra, đó là bởi bạn không hiểu quy tắc của xã hội. Hãy nhớ rằng, chỉ cần đối phương có lựa chọn tốt hơn, việc bỏ rơi bạn là điều cực kỳ bình thường. Bạn trách họ không quan tâm đến tình cảm, không có đạo đức này nọ, sau cùng cảm thấy buồn bã và tức giận chỉ là bởi vì bạn chưa trưởng thành. Ví dụ, chúng ta đã từng sử dụng Nokia phải không? Có tình cảm với Nokia đúng không? Nhưng khi iPhone ra đời, chẳng phải bạn cũng chuyển sang iPhone sao? Tôi từng thích sử dụng Nokia, sau đó lại thích Samsung, rồi lại thích Huawei, bây giờ lại thích Xiaomi hơn. Bạn có thể nói tôi phóng đãng không? Nói một cách đơn giản, nếu nhân viên có ý rời bỏ bạn, nhưng lại không thể kiếm được đãi ngộ như khi làm việc ở nơi của bạn, tự nhiên dù bạn có làm gì, họ cũng sẽ không đi. Khách hàng rời bỏ bạn, nhưng không thể mua được sản phẩm với giá cả và giá trị tương đương như của bạn, tự nhiên họ sẽ chủ động chạy về và trả tiền cho bạn. Vì vậy nên, đến đây hiểu rõ, tất cả những ai rời xa bạn, từ bỏ bạn, làm tổn thương bạn, dù là nhân viên, khách hàng, bạn đời, đối tác, đều không phải lỗi của họ, đều là kết quả tự nhiên của việc bạn không có tính, không thể thay thế. Ngoại trừ bạn, không ai trên thế giới này có thể làm tổn thương bạn. Chỉ cần bạn có thể thay thế, cuộc sống của bạn sẽ chắc chắn đau khổ. Chỉ cần bạn có tính không thể thay thế, cuộc sống của bạn sẽ chắc chắn hạnh phúc. Trong cung điện, tất cả các phi tần đều bị hoàng đế làm tổn thương. Nhưng có phi tần nào có thể làm tổn thương hoàng đế không? Bởi vì hoàng đế là duy nhất trong mắt tất cả phi tần, trong khi tất cả phi tần chỉ là một trong số những người trong mắt hoàng đế. Trong cuộc sống thực, giữa bạn và những người xung quanh, bạn là phi tần hay hoàng đế của họ. Những người khác có thể dễ dàng thay thế bạn, có bạn hay không họ không mất gì cả. Nhưng bạn không có họ thì hoàn toàn xong đời, mất mát lớn, thì bạn có thể tưởng tượng nó đáng sợ như thế nào. Nhiều người đàn ông dùng cái gọi là tôi nuôi bạn để biến phụ nữ thành phi tần vô dụng, trong khi bản thân họ ngoài kia hàng ngày phát triển, tiến bộ trở thành hoàng đế thoải mái. Lúc này, vợ chính thức không thể sống thiếu anh ta bởi vì không có kỹ năng sống, ở lại cùng nhau chỉ có thể nhẫn nhịn, mất đi tự do tinh thần. Bạn biết tại sao chồng bạn tính tình nóng này, không nghe lời bạn mà bạn vẫn phải phục phục tịch tịch không?
Bạn biết tại sao trong công ty có một số người giỏi luôn làm trái với bạn và bạn không làm gì được họ không? Bởi vì họ rất rõ ràng, không có bạn họ vẫn sống tốt, nhưng bạn không có họ thì không chơi được. Vậy thì họ tự nhiên phải thể hiện thái độ đó, đó là điều tất yếu. Trong một gia đình, ai nói to hơn khi cãi nhau, đó là người đóng góp nhiều nhất cho gia đình. Trong một công ty, ai là gai trong mắt, dám đối đầu với sếp, đó là người không thể thiếu của công ty. Và người đó còn hàng ngày than phiền, tức giận, đòi hỏi quyền lợi. Bạn tự đưa mình vào tình thế bị động như vậy, đó không phải là xứng đáng sao? Dù là quản lý gia đình hay quản lý đội nhóm, đừng nói gì khác, cách hiệu quả nhất là 5 chữ. Bạn đã bị sa thải. Thật đơn giản, nhưng bạn dám nói không? Khi bạn chưa có giá trị không thể thay thế thì phải làm sao? Bí mật là phải nhẫn nhịn, phải nịnh nọt, phải tích lũy lợi thế nhanh chóng. Khi bạn không tự mình xoay sở được mà không có đối phương, bạn chỉ có thể nhẫn nhịn. Chẳng hạn như Lưu Bang trong lịch sử Trung Quốc tại bữa tiệc Hồng Môn Yến đã phải nhẫn nhịn trước Hạng Vũ để giữ mạng sống. Tại buổi tiệc, Lưu Bang đã phát huy tối đa việc thể hiện tình cảm, dù bị Hạng Vũ công kích và mắng nhiều lần. Lưu Bang vẫn nhẫn nhịn, tự làm mình thấp kém, còn muốn kết hôn với con gái của Hạng Vũ, khiến Hạng Vũ cảm thấy Lưu Bang chỉ là một nô tài không có chút tư cách và tham vọng nào, mới để cho Lưu Bang một con đường sống. Khi bạn quản lý đội nhóm, đối với những người có lợi thế lớn, cần phải trước tiên nịnh nọt, sau đó đạp đổ, trước nhận sau diệt. Khi bản thân bạn không có lợi thế, bạn cần phải nhẫn nhịn, nịnh nọt, sau đó nâng cao khả năng của mình. Và điều quan trọng nhất là bạn cần phát triển người mới, đào tạo người mới, làm cho những người không thể thay thế trở nên có thể thay thế. Khi đối phương có thể thay thế, còn bạn không thể thay thế, bạn có thể không cần nhẫn nhịn nữa, và cần phải mạnh mẽ giải quyết họ. Làm thế nào để bạn có giá trị không thể thay thế? 1. Năng lực áp đảo. Khi tôi làm nhân viên bán hàng trong công ty, hàng tháng tôi luôn là nhân viên bán hàng hàng đầu của công ty. Tự nhiên sếp sẽ ưu ái cho tôi một chút, bởi vì một nửa doanh số của công ty là do tôi làm ra, các nhân viên khác mỗi tháng chỉ nghỉ 4 ngày. Trong khi tôi một tháng có thể nghỉ 8 ngày. Làm thế nào tôi có được năng lực bán hàng mạnh mẽ như vậy? Bởi vì khi tôi mới đến công ty, người khác nghỉ mỗi tháng 4 ngày, trong khi tôi một tháng không nghỉ ngày nào, liên tục nửa năm không nghỉ một ngày. Người khác làm việc theo ca sáng hoặc tối, tôi làm từ sáng đến tối. Kết quả là tôi tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất, số lần bán hàng của tôi cũng nhiều nhất, tự nhiên năng lực tích lũy của tôi cũng mạnh nhất. 2. Vật chất áp đảo. Dùng thời gian dành cho tình cảm để kiếm tiền. Có tiền rồi, tình cảm tự nhiên sẽ đến. Đúng vậy, dù bạn có đồng ý hay không, đây đều là sự thật. Tôi mỗi ngày bận rộn với công việc và đi giảng dạy khắp cả nước, hiếm khi ở nhà, cũng ít khi dành thời gian cho con trai. Thường thì con trai do mẹ nó chăm sóc, nhưng cách đây vài ngày nó có một bài tập làm văn, yêu cầu viết về một người thân trong gia đình. Nó lại viết về ba của tôi rất yêu tôi. Sau khi tôi đọc xong đều ngạc nhiên, tại sao không viết về mẹ? Rõ ràng mẹ yêu nó hơn, bởi vì nó rõ ràng tất cả đồ chơi đều do tôi mua cho. 3. Nhận thức áp đảo. Nhận thức là cách bạn nhìn nhận mọi sự vật. Hai con khỉ đánh nhau tơi bời vì một quả chuối, trong khi có người nhặt viên kim cương bên cạnh đi mất. Khỉ không phải không có khả năng giành lấy viên kim cương, nhưng từ đầu đến cuối chúng không cho rằng viên kim cương đắt giá hơn quả chuối. Đa số mọi người chỉ thấy bề ngoài của sự vật mà không nhìn thấu sự thật bên trong. Ví dụ, hầu hết mọi người đều quan tâm đến tình cảm, nhưng thực chất tình cảm chỉ là bề ngoài, quan hệ lợi ích phía sau mới là sự thật. Ví dụ, trong thời kỳ dịch bệnh, tại sao tỷ lệ ly hôn tăng vọt? Phải chăng là vấn đề tình cảm bùng phát? Sự thật là dịch bệnh khiến nhiều đàn ông trở nên nghèo hơn. Làm thế nào để nâng cao nhận thức? Thứ nhất, trải nghiệm thực tế. Thứ hai, được chỉ dẫn bởi người thông thái. Thứ ba, học tập chất lượng cao. Cuộc cạnh tranh cuối cùng giữa con người là cuộc cạnh tranh về nhận thức. Nhận thức của bạn ở tầng lớp nào quyết định bạn sống ở tầng lớp nào, sở hữu tài sản như thế nào. Cuốn sách này là một bí mật, vì vậy tôi sẽ không bán cho bất kỳ ai. Nếu bạn muốn nhận cuốn sách và giữ kín tài liệu thì có thể liên hệ tôi.